Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Sáng ngày hôm qua, tôi đang ngủ ngon thì có tiếng điện thoại tinh tinh. Cầm điện thoại lên xem, tự nhiên thấy tài khoản trong ngân hàng có thêm một số. Bình thường chỉ có 5 số thôi. Đấy, nhưng mà hôm qua tự nhiên lại lên 6 số. Trượt giật mình tỉnh giấc, cứ ngỡ như là mơ. Lúc đầu thì tưởng là vợ tôi hôm nay chắc là được cái ngày dễ tính đột xuất cho chồng nhiều tiền hơn mọi ngày để ăn sáng với cả uống cà phê. Bình thường thì cho tôi 2 loét mỗi ngày thôi, vừa đủ để tiêu thôi. Nhưng mà tự nhiên hôm qua lại sông xanh thế. Đang chuẩn bị cảm ơn vợ thì đọc được cái tin nhắn chuyển tiền có nội dung: cảm ơn anh vì những cái video, chúng thật là tuyệt vời. Em thường hay xem video của anh trước khi đi ngủ, nó khiến em ngủ ngon hơn, rồi lại còn thả tim nữa chứ. Ui rồi ôi, tôi phải giấu vội cái điện thoại đi vì sợ vợ tôi lại hiểu nhầm. Đùa chứ, bạn nào donate ủng hộ kênh mà để cái tin nhắn ác thật đấy. Cứ mập mập mờ mờ như này mà để vợ tôi đọc được thì có phải là chết tôi không? Vợ tôi chắc chắn là vợ tôi sẽ hiểu nhầm. Đấy mà sáng hôm qua thì cũng chưa biết là ai donate cái số tài khoản chuyển tiền đến, thì tôi cũng định tìm nhưng mà lại không tìm được. Bởi vì là nó che bố nó mất cái số tài khoản đi. Nó chỉ để lại có 3 số, 4 số cuối thôi. Thế là cũng chả tra được số tài khoản để biết đường mà cảm ơn. Mãi đến chiều tối ngày hôm qua tôi mới biết là bạn Dương Hương, bạn donate cho tôi. Bạn Dương Hương thì không phải là một cái người mới. Bạn Dương Hương thì không còn lạ lẫm gì với kênh rồi. Đấy, tuy nhiên có một thời gian là bạn nghỉ, bạn không chơi game. Trước đây là bạn cũng rất hay xem kênh tôi. Nên là đầu clip này thì lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Dương Thanh Hương. Cảm ơn em rất là nhiều về cái món quà donate. Đấy, và cái điều thứ hai đấy là hôm nay bạn Dương Thanh Hương có chia sẻ là bạn mới quay trở lại con game này và thấy là cái con game này nó lạ lẫm quá về cách ghép đồ này. Là thứ nhất là cái thứ hai là gì, là cái sự thay đổi của hệ tộc. Đấy, ngày trước thì khi bạn chơi ấy, là cái hồi mà bạn chia sẻ cái bộ Exit nó vẫn là cái bộ mà nó là trừ giáp cơ. Đấy, tức là cũng khá lâu rồi đấy. Đấy, từ hồi mà Exit là trừ giáp chứ không phải là chia đôi máu như bây giờ nữa. Đấy, thì bạn quay trở lại bạn thấy cái bộ Exit này nó đã có sự thay đổi. Ngày trước thì bạn Dương Hương có chia sẻ là bạn rất thích chơi cái bộ Exit. Đấy, và mong muốn là tôi sẽ chơi lại cái bộ Exit này và giải thích về nó cho bạn để bạn có thể biết được rõ cái bộ Exit này ở trong cái meta mới. Sau cái sự thay đổi đấy thì nó chơi như nào. Đấy, ok nhá. Thì hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ Exit anh em nhá. Chắc chắn rồi. Với một bạn fan cứng như em thì chắc chắn là anh sẽ ưu tiên làm trước và làm ngay nhá, Hương nhá. Ok, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đến cái bộ Exit. Và hôm nay tôi làm cái video này cho bạn Dương Thanh Hương, là một cái bạn mà cũng mới quay trở lại game này, thì coi như là người mới đấy. Nên là cái video clip ngày hôm nay làm về cái bộ Exit cũng có lẽ là sẽ rất là phù hợp với các anh em mới chơi để có thể tìm hiểu về cái bộ này nha anh em nhá. Đây nó sẽ là một cái video clip có thể nói là hướng dẫn chi tiết về cái bộ Exit và những cái đặc điểm của nó để anh em có thể nắm được cái sức mạnh của cái bộ này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái đặc điểm của cái bộ này. Đặc điểm của cái bộ này là rất là dễ chơi. Nó cực kỳ dễ chơi luôn. Và nó rất thích hợp cho những cái người mới chơi. Đấy, nó dễ chơi và nó cũng tương đối khỏe ở trong cái meta này. Còn khỏe được đến cái cỡ nào ấy thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Yếu tố về cái người cầm cái bộ đấy, yếu tố về người chơi, cái cách mà người chơi chơi như nào, tham minh như nào. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào đội hình của đối thủ. Tôi sẽ nói rõ cho anh em là khi nào mà chơi cái bộ Exit và khi nào không nha anh em nhé. Trong video clip này tôi sẽ nói rõ cái điều đấy. Đấy, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Exit thì nó khác gì với cả bộ ngày xưa. Bởi vì bạn Dương Hương là bạn bỏ game từ cái hồi mà nó còn là trừ giáp và bất tử cơ. Đấy, thì hồi trước ấy, thì cái bộ Exit này nó có khả năng là trừ 12 giáp. Kèm theo đấy là khi mà anh em lên 6 Exit là anh em có khả năng là bất tử trong vòng 5 giây. Đấy, khi mà anh em hết máu, anh em có khả năng bất tử trong vòng 5 giây. Trong 5 giây đấy là không sử dụng được skill, tuy nhiên là có thể đánh tay được. Thế nên là nó vừa kết hợp trừ giáp với cái khả năng là bất tử trong vòng 5 giây đánh tay. Thì cái bộ cũ nó thích hợp cho những cái bộ vật lý. Nó rất thích hợp cho những cái bộ vật lý hơn là những cái bộ bắn trưởng.
Đấy, còn cái Exit, cái thế hệ mới này, sau khi chuyển đổi ấy, thì nó có thể nói là nó thân thiện hơn với những cái bộ bắn chưởng. Nó không còn bó buộc vào những cái bộ đánh tay nữa. Tuy nhiên nó lại bị giới hạn bó buộc bởi cái khác. Đấy là chính là cái khả năng của cái bộ này. Cái kỹ năng của hệ tộc. Đấy, kỹ năng của hệ tộc bây giờ nó cũng thay đổi nhiều. Nó ảnh hưởng đến cái lối chơi của bộ này rất nhiều. Kỹ năng của hệ tộc Exit là gì? Là nó sẽ giảm 50% cái lượng máu của những cái con tướng không thuộc tộc Exit. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ các cái con nào mà không thuộc tộc Exit thì nó sẽ giảm 50% máu bất cứ là quân địch hay là quân ta. Đấy, cái lý do đấy khiến cho cái bộ này nó trở lên khá là tuyến tính. Nó trở lên là cái cách chơi ấy, nó khá là tuyến tính. Nó không có quá nhiều những cái thay đổi hay những cái đột biến, và không quá nhiều tùy chọn để chuyển bài đâu. Đây là một trong cái bộ rất là dễ chơi. Cái lối chơi rất là tuyến tính. Rất ít cái cách phối kết hợp với các cái line up khác, hay là các cái kết hợp giữa những quân bài khác, thì thực sự là nó rất ít cái cách để phối hợp. Đó nên thật thường là người ta sẽ chơi một cái bộ bài mà chỉ toàn những cái quân Exit thôi. Đấy, và có hay chăng là chỉ kết hợp với thêm một chút, ví dụ như là Hunter hoặc là rồng. Đấy. Có thể kết hợp thêm 3 mét nữa cũng được. Và thường là cái bộ này nó sẽ không chơi fake nha anh em nhá. Một cái lưu ý là nó sẽ không chơi fake. Bởi vì là nếu mà chơi fake ấy, thì những cái con Exit thì nó vẫn nguyên máu, nhưng mà những cái con fake ấy, những cái con mà không thuộc tộc Exit nó vẫn bị chia đôi máu. Mà nếu mà chơi fake để mà kích hoạt mắc tộc ấy, mắc hệ tộc, tức là nó là 9 Exit đúng không? Thì nó sẽ bị một cái trường hợp là những cái quân bài mà không thuộc tộc Exit của bài anh em đang chơi, khi chết nó sẽ biến thành những cái con zombie của đối thủ và nó sẽ đấm ngược lại anh em. Ở đây là một cái bài bóp nha anh em nhá. Đó. Nên là chúng ta sẽ không chơi fake. Hôm trước có một cái bạn là yêu cầu là tôi chơi Exit fake, tôi từ chối luôn. Đấy. Cái yêu cầu nó quá đáng quá, nó khó quá nên là tôi không chơi. Đấy, còn bạn chơi được thì bạn chơi thôi. Còn tôi việc gì tôi phải mất thời gian tôi chơi mấy cái line up mà nó thực sự là vô tri mà tôi chả được cái vấn đề gì cả. Đấy, thậm chí là tôi chơi ấy, nó chả được top 1 để mà tôi up lên đâu. Chơi Exit Fake thì xác định luôn top 8 là gì đó. Thế nên là khi mà anh em yêu cầu một cái bộ gì tôi cũng xin nhắc lại anh em nhá. Để mà anh em được lên sóng ấy thì anh em hãy suy nghĩ kỹ trước khi yêu cầu. Xem là cái bộ đấy nó có cái tính khả quan không, cái tính khả thi không. Đấy, anh em vào anh em chơi thử đi đã. Anh em chơi được top 1 ấy thì anh em hãy yêu cầu YouTuber làm anh em nhá. Đấy, mà tôi đã nói rõ đến như thế rồi mà anh em vẫn coi như là cố đấm ăn xôi. Đấy, cố yêu cầu cái bộ đấy thì anh em vẫn được lên sóng. Tuy nhiên là sẽ phải đợi cái bộ Exit nó thay đổi thì chúng ta mới chơi fake được nha anh em nhá. Rồi, tôi tiếp tục chia sẻ với các anh em mới chơi với cái bộ Exit. Cái bộ Exit ấy, ở thời điểm hiện tại thì cái sức mạnh của cái bộ này nó là cái sự chênh lệch máu giữa cái bộ Exit và đối thủ. Đấy, thì cái sức mạnh nó là cái sự chênh lệch máu. Khi mà đối thủ bị giảm tới 1 phần 2 máu khi mà anh em kết hợp được 6 con Exit. Đấy, và có một cái khả năng tiếp theo khi mà lên được 9 Exit. Đấy là nó sẽ gọi ra những con zombie khi mà tiêu diệt được những cái quân cờ không thuộc tộc Exit ở trên bàn cờ. Đấy, kể cả quân địch lẫn quân ta nhá, đều có thể gọi ra zombie hết. Nhưng mà quân ta thì khi mà bị gọi ra zombie ấy, nó sẽ là zombie của quân địch. Đấy, nó sẽ đánh ngược lại quân ta. Thế nên là tốt nhất là nếu mà chơi Exit ấy thì lên là ở trong cái đội hình ấy, nó chỉ toàn Exit thôi. Đấy, chứ nó đừng có thêm một cái con nào khác. Tốt nhất là như thế. Có thêm thì chắc là cũng chỉ thêm được một con thôi. Nếu mà đánh 9 Exit hàng lưu ấy thì thêm được một con ở level 10. Đấy, thường là như thế. Và cái bộ Exit bây giờ nó khác cái bộ Exit ngày trước ở cái chỗ là bây giờ ấy, thì nó đánh nó có thể là chúng ta kết hợp được với rất nhiều các cái cách chơi khác nhau. Các cái phong cách chơi khác nhau thì đúng hơn. Không phải cách chơi mà các cái phong cách chơi. Đấy, phong cách bắn chưởng hay là phong cách là tăng cơ, phun thủ, bất tử, hoặc là phong cách là đôi công tấn công. Đấy, dồn đồ tấn công. Chứ còn ngày trước ấy là cái bộ Exit là nó là thường là đánh đôi công thôi. Đánh chủ yếu là lấy đồ tấn công vật lý, hệ vật lý thôi, chứ còn không có hệ bắn chưởng đâu. Rồi không có các cái hệ như hệ tăng cơ thì cái bộ Exit là nó không cần.
Đấy, trước là nó full tấn công luôn, trừ giáp của đối thủ, sau đó là bất tử trong vòng 5 giây. Thì cái việc là tăng sức mạnh tấn công lên tối đa nó là hiệu quả nhất. Trong vòng 5 giây bất tử là nếu mà chúng ta giết được chết đối thủ trước là chúng ta vẫn thắng ở cái round đấy. Đấy, nên là tốc độ tấn công và sức mạnh tấn công nó được đặt lên trên hết ở trong meta cũ. Và meta mới này thì anh em có thể chơi theo cái kiểu là full châu bò, lấy toàn đồ tăng cơ cho những cái con châu bò, ví dụ như là cho con Evil Clyde, hoặc là cho con Dallet, hoặc là cho Ác Mộng. Đấy. Còn nếu mà anh em lấy đồ công thì anh em có thể cho Cung Đen, anh em có thể cho Kiếm Hồn. Đấy, còn nếu mà anh em lấy đồ bắn trưởng thì cũng có rất nhiều con. Có Lich, có Rồng Lâm Đô. Đấy, rồi có Già, có Rớt, đó là những con có thể sử dụng được kết hợp với cái bộ này. Nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta chơi được nhiều phong cách khác nhau. Nhưng mà nhiều phong cách khác nhau thôi, chứ còn để mà kết hợp các cái đội hình khác nhau, các cái tộc hệ khác nhau vào trong cái bộ này thì nó lại không kết hợp được nhiều. Đấy, nó lại bị tù ở cái chỗ đấy. Đấy chính là cái đặc điểm của cái bộ này, những cái ưu nhược điểm của nó mà anh em cần phải nắm được. Đấy, ưu điểm là gì? Là dễ chơi, dễ sử dụng được những cái món đồ. Bởi vì đồ nào anh em cũng chơi được mà. Nếu mà anh em ra đồ thủ thì anh em chơi thủ. Anh em ra đồ công, tấn công vật lý, anh em có thể chơi tấn công vật lý. Mà anh em ra đồ bắn trưởng, anh em có thể chơi bắn trưởng. Đấy, thậm chí là anh em có thể chơi theo cái kiểu gọi đệ, chơi kiểu là siêu đẻ cũng căng luôn. Đó, tức là trong một cái lineup nó đã có nhiều cái cách chơi. Và nó dễ chơi bởi vì chúng ta chỉ cần mua những con Exit thôi. Đúng không? Rất là dễ chơi. Rất phù hợp, thích hợp cho những cái người mới chơi. Nó khá là mạnh đấy. Nếu mà anh em lên được level 9 và có 9 Exit thì nó khá là mạnh ở trong cái giai đoạn khoảng 21 đến 30 đi. Thậm chí là 35 vẫn có thể cân được. Đó, thì cái bộ này là một cái bộ tương đối dễ và rất thích hợp cho các anh em mới chơi. Cái khó chơi là gì? Nó ở một cái cấp độ đẳng cấp cao hơn. Thì cái việc mà chuyển bài từ cái bộ này này sang cái bộ khác thì nó khá là ít cái cách chuyển bài để mà counter đối thủ late game. Đấy, thường nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa 9 Exit với cả Exit Witcher. Exit Witcher cũng được, hoặc là Exit Warlock. Đó, nó chỉ có kết hợp được những cái bộ bài kiểu như thế thôi, chứ nó không có chuyển nhiều được. Nhất là với những cái bộ kiểu fake ấy, thì lại không chơi được cái bộ Exit này. Tức là chúng ta sẽ không thể chuyển fake qua Exit để counter đối thủ được. Cũng như là chơi fake để counter vào đối thủ cho nó linh hoạt hơn. Như ngày trước, ngày trước anh em thấy là cũng có những cái video siêu phẩm của tôi là chơi Exit fake để counter đối thủ rất hay. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không làm được cái điều đấy nữa. Cũng rất là đáng tiếc cho cái bộ này là không thể chơi fake. Tiếp theo là đến những cái lineup mà cái bộ này nó có thể ăn được, nó có thể counter được và nó sợ nhất là cái lineup nào. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ luôn ở trong video này. Nó gọi là một cái video tổng hợp cái bộ Exit luôn. Thì cái bộ Exit này này, nó rất sợ là gì? Saman. Saman là sợ nhất luôn. Trong cái trận đấu mà có từ hai ông Saman trở lên thì tốt nhất là anh em đừng có chơi Exit. Đấy, tôi khuyên chân thành anh em, nếu mà anh em chơi cái bộ Exit ấy nó không thông thạo, hoặc là anh em chơi bộ Saman ấy nó không thông thạo, thì anh em đừng bao giờ anh em chọn chơi Exit khi mà trận đấu đấy có Saman anh em nhá. Tất nhiên là có những cái trường hợp ngoại lệ. Đấy, ví dụ như là một cái người thông thạo như tôi thì tôi có thể là chấp nhận một cái trận đấu có Saman tôi vẫn có thể chơi Exit để chơi được nha anh em nhá. Gặp Saman có thể là tôi vẫn có thể giữ máu được, không mất nhiều máu. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em không thông thạo hai bộ đấy mà anh em gặp ấy thì tôi đảm bảo với anh em luôn là mỗi round là anh em full bàn luôn, ít nhất là 30 máu. Đấy, nếu mà anh em gặp Saman. còn nếu mà thông thạo nhá thì là chấp cả Saman luôn. Tức là cái bộ Exit này nó có thể là nó sẽ đánh hòa được với Saman nếu mà anh em biết chơi. Anh em có thể là đánh hòa với Saman, và anh em có thể là gì, thậm chí là 6 Saman anh em vẫn có thể hòa kèo. Đấy, thậm chí là có thể ăn kèo vào giai đoạn late game là có thể ăn được đấy. Nhưng mà về bản chất ý, là gặp Saman thì tốt nhất là lên lẻ đi anh em nhá. Khi mà chúng ta không thông thạo tốt nhất lên lẻ đi. Đấy, và cái bộ mà nó sợ thứ hai và nó cực sợ luôn, nó y như cái bộ Saman vậy, mà anh em phải hết sức cẩn thận, đấy chính là cái nhà mà chơi Insectoid. Và cái bộ này thì khó nhận biết hơn. Khi mà anh em gặp Saman ấy, anh em rất dễ có thể nhận biết được cái bộ Saman. Lý do bởi vì làm sao? Bởi vì là cái bộ Saman nó sẽ phải pick những cái con Saman vào trong cái kho tướng mở rộng.
nó sẽ phải pick cái con deflector, nó phải pick cái con tư tế hàng ngày, đúng không? Nên là cái gì? Là cái việc mà anh em nhận ra được cái bộ Saman ở trong cái trận đấu ấy, nó dễ hơn nhiều so với cái bộ Insectoid. Bởi vì Insectoid người ta thường là lúc đầu người ta không để lộ đâu. Insectoid thường là phải đến cái giai đoạn mà sau round 25 đến round 30 mới bắt đầu là thành hình, mới bắt đầu lộ ra là có Insectoid. Đấy, nên là cái việc mà gặp Insectoid thì nó sẽ phải có một cái cách chuyển bài ở giai đoạn cuối game để anh em thể ăn được Insectoid nha anh em nhá. Đó, thì gặp hai cái bộ đấy là rất sợ. Sợ nhất hai cái bộ đấy. Và tôi nghĩ là nó cũng chỉ sợ hai cái bộ đấy thôi. Còn một vài cái bộ hòa kèo thì tôi không nhắc nha anh em nhá. Một vài cái bộ hòa kèo thì tôi không nhắc. Còn một cái bộ nó gọi là nhỉnh hơn một chút. Không sợ lắm. Đấy, nó chỉ hơi nhỉnh hơn một chút thôi. Nếu mà có đồ thì vẫn có thể ăn được. Đấy là chính là cái bộ 5 rồng 9m, 5 rồng 6m. 5 rồng nói chung thì là cái bộ Aegis là nếu mà anh em có đồ phù hợp, anh em vẫn có thể ăn được. Đấy. Rồi, vậy là tôi đã liệt kê hết tất cả các cái lineup mà cái bộ Aegis nó sợ nhá. Bây giờ chúng ta đến cái lineup mà cái bộ Aegis ấy nó không sợ. Đấy, và thậm chí là có thể đấm được rất đau. Chúng ta dùng Aegis để counter. Cái lineup thứ nhất mà rất sợ Aegis đấy là cái lineup 6 bit. 6 bit rất sợ Aegis luôn. Nhất là 9 Aegis lại càng sợ. Bởi vì đẻ nhiều ra ấy, chỉ càng làm cho cái bọn Aegis nó đông thôi. Đấy. Sao càng to thì càng làm cho những cái con zombie nó sao to thôi. Nó sẽ rất đau, và cái bộ Aegis thì nó dồn đam nhanh hơn cái bộ beat. Nên là cái việc mà chơi beat gặp Aegis thì đúng là ác mộng. Nhất là khi mà Aegis lên được level 9. Level 9 và chơi 9 Aegis thì cái bộ beat gần như là không có cửa. Gần như không có cửa luôn. Và cái bộ Aegis ấy nó sẽ là cái lỗi kinh hoàng của cái bộ beat. Từ cái khoảng round 21 đến khoảng round 30 đến 35. Phụ thuộc vào đồ của anh em. Nếu mà chơi beat mà hên ra được cái món đồ Kira sớm thì còn may ra, còn đỡ được. Còn nếu mà không ra Kira thì xác định luôn trước round 30 anh em bay màu. Nếu mà gặp Aegis nha anh em nhá. Thế nên là nếu mà anh em có ý định chơi beat ấy, mà anh em nhìn thấy có người chơi Aegis ấy, hai người trở lên thì anh em cũng phải hết sức cẩn thận. Đấy, và ngược lại, nếu mà anh em thấy người khác chơi beat nhiều, anh em có thể sử dụng cái bộ Aegis để anh em chơi cho nó dễ chơi, dễ counter nhá. Ok. Và tôi cũng sẽ liệt kê luôn những cái bộ mà nó sợ cái bộ Aegis này. Cái lý do thì nó cũng giống như cái bộ beat thôi. Đấy là cái bộ 9 Feather Fake. Đấy, sao to, sao to, Hyper Roll. Kèm thêm với đấy nó chính là đẻ ra bóng nhiều, đẻ ra đệ nhiều, sẽ khiến cho việc là những cái con zombie của bộ Aegis ấy nó trở lên đông và nó rất là mạnh mẽ và rất sợ. Đấy, máu bị chia đôi. Rất sợ Aegis. Rồi Gladiator rất sợ Aegis. Đấy, anh em mà gặp Gladiator anh em có thể chơi Aegis để counter. Gladiator máu thì bé bị chia đôi. Đấy, nhưng mà sao lại to. Rất là nguy hiểm khi mà chơi với Aegis. Những cái ví dụ trên cho anh em thấy là cái bộ Aegis này thường nó sẽ counter vào những cái bộ mà Hyper Roll ở level thấp. Ví dụ như 9 Assassin Fake, những cái bộ Fake đánh ở level thấp và rất sợ cái bộ này. Một vài bộ khác đánh ở level cao cũng vẫn rất sợ cái bộ này. 9 Hunter, 9 Warrior, 9 Warrior, 6 Clay, 6 đỏ kết hợp với God. Rất sợ Aegis. Đấy. Tuy nhiên là Aegis này nó sẽ phải chuyển để nó phù hợp với cả những đội hình đối thủ mà chúng ta counter, chúng ta ăn được. Nếu mà những cái bộ mà tôi vừa kể là những cơ bản là thua cái bộ này. Anh em cũng có thể thấy là cái sự liệt kê vừa rồi tôi liệt kê ra là cái bộ Aegis nó đa phần là trên kèo. Đó, để chứng tỏ một cái điều là cái bộ Aegis này nó khá là ok nha anh em nhá. Còn những cái bộ mà tôi không kể thì đa phần nó sẽ là hòa kèo. Ăn được hay là không ăn được thì nó phụ thuộc vào cả đồ nữa anh em nhá. Trận này khả năng cao tôi sẽ lấy đồ cho cung đen anh em ạ. Săn nó có cái gương rồi, một trong những cái món đồ chấn của cái con này. Khả năng sẽ late game sẽ chơi cung đen thôi.
Và tôi đang tính là không biết là trận này là chơi 9 Aegis hay là chơi Witcher. Đấy. Tạm thời sẽ để là 3 Hunter đã này. 3 Hunter, 6 Aegis. Để như này là chúng ta sẽ có vừa có 3 Hunter, vừa có Aegis, vừa có hút máu nữa. Hàng phía trên là tương đối cứng rồi. Hai con Evil Clay phía trên là tương đối cứng, cứng cáp ở phía trên. Evil Clay trên này tôi sẽ nuôi lên 3 sao thôi. Nuôi thêm con cung đen lên 3 sao. Hai con này nó có thể làm co được nha anh em nhá. Evil Clay cũng có thể làm co nếu mà late game chúng ta đổi không may nó ra những cái đồ thủ, thì có thể dồn đồ cho Evil Clay làm co. Những cái đồ cam là những cái đồ rất quan trọng, có thể nó sẽ là những cái đồ thủ đấy anh em ạ. Chưa biết ở đâu. Không phải lúc nào cũng may mắn ra đồ công, nên là cứ nuôi hai con đi. Khi mà anh em lên được level 7 ấy, mà anh em có 6 Exit kẹp với cả 3 Hunter ấy, thì anh em lúc đấy anh em khá là yên tâm. Trong cái giai đoạn mà từ round 15 đến round 25 thì cái đội hình như thế nó đã đủ mạnh rồi. Nó có thể chơi được với những cái đội hình, các cái đội hình khác ở thời điểm đấy anh em nhá. Nó đã tương đối mạnh rồi đấy. Lúc đấy chắc là chỉ có sợ Saman thôi. Cái tầm đấy thì chỉ sợ Saman. Còn Insectoid cái tầm đấy thì chưa form được. Tầm trước round 25 thì sẽ có rất ít nhà có thể form được cái bộ Insectoid lắm. Thường Insectoid phải sau round 30, khi mà ra được cái món Kira thì mới bắt đầu họ mới chơi cơ. Trừ khi là họ chơi kiểu Insectoid mèo thì nó rất là rõ ý đồ ngay từ đầu, thì tốt nhất là anh em đừng có chơi Aegis. Nếu mà xác định là trong cái trận đấu đấy nó có Insectoid mèo, thường là người ta sẽ pick mèo sớm, người ta sẽ pick Insectoid vào sớm. Trận này có thể nuôi 3 con lên 3 sao đấy. Bây giờ chúng ta Hyper Drone nên là tôi sẽ nuôi thêm cả con ảo ảnh nữa. Con ảo ảnh phân lộ và con cung đen và con Evil Clay. Đấy. Nuôi 3 con này nhá. Còn những cái con khác thì thôi chúng ta để 2 sao thôi. Và cứ roll ở cái level 8 này thôi, không lên 9 đâu. Bao giờ mà cái con cung đen ấy nó lên được 3 sao thì mới lên 9. Roll đến chết anh em nhá. Đã xác định chơi cung đen là phải roll ở level 8. Còn nếu mà lên 9 ấy thì xác định là chơi 5 đô, kiểu kiếm hồn hay là kiểu chơi co là cái con lick ấy. Licking ấy, con mate bắn trưởng ở bộ Aegis. Đấy, xác định là nếu mà chơi kiểu áp cấp lên 9 sớm thì tìm những con đấy làm co thôi. Còn nếu mà đánh cung đen thì tốt nhất là lên roll ở level 8, level 7 ấy. Trận này lên 8 bởi vì là tôi có hai con Evil Clay, tôi không thể bỏ hai con 2 sao mà bỏ ngoài được. Tôi sẽ phải cho vào trong. Đấy, gặp Goblin thì nó rơi vào tầm hoa kèo. Cái bộ này gặp Goblin thì cũng không biết bộ nào mạnh hơn đâu. Nó thường là nó sẽ hoa kèo anh em ạ. Tất nhiên là lúc này là chúng ta thậm chí là chúng ta chưa lên level 9. Và lên level 9 thì có khi là chúng ta còn nhỉnh hơn một chút so với cái bộ Goblin ấy. Có thể trên kèo một chút. Cứ roll ở cái level này thôi anh em nhé. Roll như này cũng để củng cố cái sức mạnh đội hình anh em ạ. Đội hình nó cứ phải full 2 sao rồi nó mới khỏe được. Trong cái lúc mà tìm cái con co lên 3 sao thì chúng ta cũng full đội hình 2 sao luôn. Trên này có vẻ khá nhiều Goblin đấy anh em ạ. 9 Assassin Fake này, 9 Assassin Fake nhưng mà chưa ra được Grim. Mày chết. Vẫn thua à? Làm gì mà thua được? Không thể. Không thể thua. Ok. Rồi. Cái lợi thế về máu nó khỏe lắm. Chúng ta có chuỗi này. Cung đen. Cung đen vẫn còn tận 3 con nữa cơ. Ảnh phân lộ thì còn 2 con. Con Evil Clay cũng còn 3 con nữa. Cái thằng kia chuối kinh thật đấy. Chưa thằng nào cắt được chuối của thằng kia. Chuối cộng 10 cơ à. Không biết tôi có khả năng cắt được không nhỉ.
Nếu mà muốn cắt được chắc phải lên level 9, kẹp 9 Ego Seed thì may ra mới ăn được. Bây giờ thằng có chuôi nó đang chơi là 4 đỏ kẹp với cả 6 Warrior à, 2 Glacier, 2 Shaman. Không biết là nó có chơi 9 Warrior không nhỉ? Không. Thằng này đánh Shaman à? Shaman thì sợ rồi. Á ủ khốn thế. Thôi chết rồi. Thằng đấy nó khôn đấy anh em ạ, nó chơi đỏ kẹp Shaman. Thằng này nó chơi đỏ kẹp Shaman, nó không chơi Warrior đâu. Chơi đỏ kẹp Shaman để đấm với tôi. Đấm Mega Seed. Vậy là chúng ta sẽ gặp một cái đối thủ chơi Shaman à. Ok. Dìu pha lê này. Tầm này chưa đổi đồ đâu anh em ạ. Những cái món đồ này cũng đều rất là có giá trị của nó đấy. Anh em đừng có nghĩ là những cái món đồ xám và những cái món đồ xanh lá cây nó không có cái giá trị, nó yếu nhá anh em nhá. Thực sự những cái hiệu ứng của nó ấy, nó còn phụ thuộc tùy vào những cái món đồ và tùy vào đối thủ xem là chúng ta có những cái món đồ nó có hữu dụng không. Những cái trận này thì những cái món đồ mà tôi đang cầm ấy, nó đều rất là ok. Tôi chưa muốn đổi anh em ạ. Tầm này chưa đổi, chưa cần đổi đâu. Kể cả là cái trận phép thuật ấy, nó cũng có cái tác dụng của nó. Đánh với mấy cái thằng Goblin ấy, chủ yếu là bắn cái sát thương ma pháp, sát thương phép thuật, thì cái trận phép thuật nó có tác dụng ở trong cái round đấu mà gặp Goblin. 9 Assassin này, 9 Assassin ra được Sailing rồi. Ăn nổi không? Cũng khó, cũng khó, cũng khó, cũng khó. Nhưng mà cũng không mất nhiều máu lắm nha anh em nhỉ. Cắt chuối được của tôi. 9 Assassin hàng Ryu á. Chơi đẩy cấp. Mà thằng ấy đi rồi, thằng ấy bị cái thằng Warrior lên 10 nó đấm chết rồi. Ui ra được cho tôi cái ra. Nó lại rơi được ra cái lùn anh em ạ. Thế này. Nó lại chân mệnh thiên tử đến như thế là cùng. Thế. Chơi cái bộ này sướng nhất là ra lùn mà thì nó lại ra. Ủa thôi chết rồi, Hyperon rồi anh em. Một con cung đen nữa. Ui, một con nữa thôi. Bỏ qua cái này đi. Không lên ở đâu. Đây rồi, hay quá. May 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 may. Còn 15 giây vẫn xử lý được. Full hàng chờ lắm mà. Rồi, cung đen lên được 3 sao. Có lùn. Quá tuyệt vời. Lên 10 chắc kẹp súng và 3 Hunter kẹp với 2 lùn thôi anh em ạ. Khỏe ở đấy. Gặp Goblin bây giờ bắn cho lát đít. Goblin ra là cả hai mèo này. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đấm Goblin như con luôn. Cung đen lên được 3 sao rồi. Rồi, chuẩn bị up cấp rồi anh em ạ. Up cấp cho 9 Ego Seed vào nha anh em nhá. Trên này chắc chơi 9 Ego Seed rồi. Con Evil Clay chắc là tí nữa nó sẽ tự lên 3 sao. Tôi không roll nữa. Con ảo ảnh cũng thế. Chúng ta sẽ không có roll. Ui bị cắt chuỗi kìa. Đối thủ nó bị mất chuỗi rồi nên là thôi. Tôi tranh thủ tôi đổi đồ luôn anh em ạ. Đổi cái món cam đầu tiên. Mất chuỗi rồi nên là thôi cũng chả giữ đồ làm gì. Lấy cái lợi thế đổi đồ. Đây rồi, bố set này. Ok. Cung đen cũng lên được 3 sao, đổi đồ công thôi. Giờ dồn toàn bộ đồ cho cung đen thôi anh em nhé. Đấy, có những cái món đồ rất mạnh. Đấy chính là cái cướp điên và cái bố set. Những cái món đồ mà truyền thuyết đấy. Chúng ta sẽ hướng tới những cái món đồ truyền thuyết. Và trong những cái món đồ truyền thuyết của cái bộ này ấy, thì không thể không kể đến cái món chấn phái. Chính là cái gì nhỉ? Tôi cứ làm cho anh em phải tò mò. Cái bất diệt anh em nhá. Nó chính là cái bất diệt đấy. Anh em có cái bất diệt thì cái bộ này nó sẽ rất mạnh. Còn lý do tại làm sao là mạnh. Úi dồi ôi, hay quá, tự lên được 3 sao. Không phải roll nữa. Thế là bây giờ lên 9 kẹp vào 9 Exit thôi. Nhưng mà bây giờ chưa lên. Round này thì mới round 29 thì đội hình này vẫn chơi được anh em ạ. Có 2 lùn rồi.
có hai lùn cung đen lên được 3 sao thì 6 Exorcist vẫn ngon. Đánh ra 35 vẫn ok nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà chắc ra 30 tôi sẽ lên 9, tôi kẹp vào 9 Exorcist. Đấy, và khi mà lên được 9 Exorcist ấy, ui thằng này Saman rồi anh em ạ. 6 đỏ 4 Saman rồi, đánh tỉnh phết đấy. Thấy Exorcist là không chơi Warrior đâu. Gặp thằng đối thủ là cũ khôn anh em ạ, cũ khôn. Nó lúc đầu chắc là cũng định chơi Warrior đấy, nhưng mà sau thấy tôi chơi Exorcist là nó chuyển sang Saman kết hợp với đỏ luôn. Nhưng mà muộn rồi bạn ạ. Cung đen lên được 3 sao thì không sợ Saman nữa đâu. Đây gặp Saman này. Cung đen lên được 3 sao có lùn sợ gì Saman. Đấy, như tôi chia sẻ với anh em từ đầu ấy, là chúng ta chỉ sợ Saman ở cái giai đoạn giữa thôi. Còn late game khi mà chúng ta có đủ đồ, chúng ta lên được cung đen 3 thì không sợ nữa rồi. Đấy, đấm cho con đấm ngược lại 22 máu luôn. Thề. Quá khỏe à. Exorcist late game. Cái sức mạnh nó ở cái việc là chia đôi máu đối thủ ấy, anh em ạ. Nên là cái khả năng của bộ này ấy, nó gần như là cái con nào nó cũng được hưởng cái hiệu ứng, nó giống như là Kira vậy. Anh em có hình dung ra được không? Tức là nếu mà anh em chơi Exorcist mà anh em hyper drone ấy, là những con tướng của anh em nó đã lên 3 sao, cái đam tay nó đánh nó đã to rồi. Xong máu nó đã nhiều nữa. Mà máu đã nhiều rồi xong rồi nó lại còn chia đôi máu của đối thủ nữa. Nên là thực ra là máu nó đã phải gấp đôi, gấp 3 lần đối thủ rồi. Nó không khác gì là cái bộ giống như kiểu anh em chơi Kira xong anh em luốt những cái quân bài để anh em tăng máu lên cả. Thậm chí anh em luốt những cái quân bài đấy chưa chắc máu của anh em đã gấp đôi của đối thủ cơ. Mà đây khác, đây chia đôi máu đối thủ. Nó tạo thành cái sự chênh lệch cái lượng máu với đối thủ rất là lớn. Đấy. Rồi. Chơi bộ này không lấy Kira nha anh em nhá. Chúng ta lấy thịt đè người đó, càng đông càng vui. Không có lấy Kira xong rồi lên 10 kẹp Kira đâu. Chơi bộ này tốt nhất là đừng có luốt những cái quân bài Exorcist. Hãy để nó sống để có thể là nó gây đam và nó làm tăng cơ luôn. Câu kéo thời gian để cho cung đen nó bắn. Còn nếu mà anh em luốt những con xung quanh ấy, thì cái con cung đen này ấy, nó sẽ không có những cái con mà nó tăng cơ hộ. Nó sẽ bị bớ vào rất nhanh. Bộ này mạnh ở cái chỗ là con cung đen nó được bắn đấy anh em. Đấy cũng là lý do tại làm sao ấy mà tôi mới nói là cái bất diệt là một cái món đồ rất là quan trọng. Bởi vì trong khoảng thời gian 5 giây bất diệt ấy, con cung đen này nó sẽ được free hit. Đấy, free hit thì khi mà nó giết được người ấy, nó sẽ gọi ra được những con đệ zombie và nó sẽ lại được bắn. Khi mà những con đệ zombie ấy, nó có cái khả năng là câu kéo thời gian để cho con này bắn. Đấy. Mà con này khi mà nó được bắn nó lại hồi máu lên. Vì trong cái bộ này chúng ta kẹp được cái Warlock nha anh em nhá. Nó sẽ được hồi máu lên thôi. Và nó lại đầy máu. Đó, rất hay. Nên là cái món đồ bất diệt là một trong những cái món đồ trấn phái quan trọng nhất ở trong cái bộ này mà anh em cần có. Rồi gặp Goblin bây giờ không sợ rồi. Goblin kẹp mết này. Tầm này đẩy cho sấp mặt luôn. Thôi đi luôn rồi anh em ạ. Lên được 11 để làm gì đâu bạn ơi. Lên được 11 rồi cũng đi thôi. Khó chịu không? Gọi đệ rất khó chịu. Mặc dù là Exorcist chết hết vẫn còn mấy con đệ. Đẩy chết luôn. Quá đã anh em ạ. Thực sự là cái tầm này là chúng ta đã khỏe rồi đấy. Và bây giờ chúng ta có thể đổi thêm một cái món đồ cam nữa. Rồi late game đánh với Saman, Glacier, Vô Tư. Saman, Glacier, Warrior thì nói chung là cái tầm này Vô Tư rồi. Rồi ok nha anh em nha. Tôi sẽ đổi đồ cam. Có lẽ là tôi sẽ vứt cái lùn đi. Bởi vì là cái lùn này này, tí nữa là chúng ta lên 10 chúng ta mới cho vào được cơ. Để xem nào. Ui, cấp điên này là bất diệt đây. Như tôi đã chia sẻ với anh em thì chắc là tôi sẽ lấy bất diệt. Món trấn phái của bộ này kiểu gì cũng sẽ phải lấy một cái bất diệt. Thằng này nó bỏ Saman rồi anh em ạ. Thấy không ăn được nó chuyển sang là 6 Warrior kết hợp với cả 6 đỏ kẹp với cả 2 Glacier. Úi dồi anh em ơi. Có khi đi luôn đấy nhở. Trông nhiều lắm anh em ạ. Ui mẹ, thật sự bộ này mạnh thật đấy. Thế úi dồi đi luôn. Ui trận này nó kết thúc nó hơi bị nhảm nhờ anh em nhờ. Chưa xứng đáng với cả cái món quà đô lết của bạn Dương Hương lắm. Ui là thật.
Trận này có vẻ như là kết thúc nó hơi nhanh quá, và cái tôi cứ nghĩ là tôi sẽ gặp một cái đối thủ mạnh hơn và có một cái siêu phẩm ở late game. Nhưng mà không, cái bộ Aegis của tôi nó mạnh quá rồi. Cảm giác như là chưa được thỏa mãn lắm. Tôi nghĩ là với bạn Dương Hương thì như thế là ok rồi. Đấy, nhưng mà với tôi thì có lẽ là để làm việc một cách có tâm hơn, xứng đáng với cả cái món quà của bạn Dương Hương, thì hẹn bạn Dương Hương tối nay nhá, tôi sẽ làm lại cái bộ này. Kiếm một cái đối thủ mà khó nhằn hơn một chút để phô diễn được cái sức mạnh thực sự ở bộ Aegis anh em nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm tối ngày hôm qua, video clip đối thủ xứng tầm anh em nhá. Vớ được cái lobby toàn những siêu cao thủ anh em ạ. Căng dã man luôn ấy. Căng từ đầu game đến cuối game luôn. Một trận đấu đấu lão thật sự là căng thẳng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái lineup mạnh nhất ở cái thời điểm hiện tại anh em nhá. 5 dòng kết hợp với cả 4 Witcher cực kỳ mạnh luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.